Xin chào Mạnh. Vâng, chào Mạnh và cảm ơn Mạnh Còi Vườn Lan, Mạnh Còi Yên Thủy. Chúc em một năm mới thành công với một chấm được dành tặng nhé. Rồi, một chấm thật ngầu. Cu lê nhẹ một băng. Và đơn giản. Kéo nhẹ một băng điều con ba. Đơn giản con này thì trô nhẹ lại đây. Ok, 6 giờ. Tiếp tục sẽ là một đường bấm trô. Tiếp tục lại là một đường trô. Tiếp tục lại là một đường bấm. Tỷ lệ để mà dọn cái ván bàn này, cái không chạm băng vô cùng nhiều. Thế nên là con này anh sẽ thể hiện kỹ thuật cho em trô một băng để điều chín nhá. Và bây giờ con chín thật ngầu, ăn chín lỗ đấy và cái lỗ này. Thành công, chúc em một năm may mắn và thành công.